Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ súp cua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Súp cua là một món ăn ở Việt Nam mình nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ phở xào. Phở xào là một món ăn của người Việt nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chè trôi nước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Mọi người theo dõi mình làm nha. Chè trôi nước là bánh trôi nước này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu tím nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ những cái màu tím. Mọi người ơi, đây là phần màu tím đầu tiên của mình này. Mọi người ơi, phần màu tím nho là phần đầu tiên của mình nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím nho là phần đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Đây nha, đây là phần thứ hai, phần màu cam của mình nha mọi người. Màu cam là màu thứ hai của mình nha mọi người. Mọi người ơi, nhìn này, đây là màu thứ hai của mình, màu cam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu đen, tiếp tục với màu đen. Đây nha, đây là phần màu cam của phần màu đen của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu đen mình xỏ vào rồi nhá. Đây là phần màu đen của mình này mọi người ơi. Giờ mình sẽ xỏ màu trắng nha. Màu trắng này mọi người ơi, đây là màu trắng của mình nhé mọi người. Đây là màu thứ tư của mình, màu trắng nhé mọi người. Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ nối hai đầu vòng của mình lại với nhau nha. Mình nối hai đầu vòng của mình lại với nhau nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ nối hai đầu vòng của mình lại với nhau. Sau khi nối xong mình sẽ trang trí nốt chiếc vòng nha mọi người ơi. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Mọi người nhìn này, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đã đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Suốt bao đêm dài, hai chữ tương lai em lỡ bỡ. Có lẽ anh đã không còn nước mắt, xin đừng buồn phán trách, xin đừng sẽ muốn ta đâu anh cũng đau. Vậy anh đừng đỡ mắt chứ, từ em đưa tình như duyên. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ bánh tét. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ giò heo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ thịt đông lạnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người ơi. Thế tử để làm rồi không thể nghĩ nổi. Làm sao mà chọi nổi với mấy tháng sau đây trời ơi. Sao? Chị làm hết rồi. Thịt bò nấu thành cái món gì chị cũng làm rồi. Mà thịt lợn làm thành món gì chị cũng nghĩ ra rồi. Nói hết rồi. Đầu tiên là mình sẽ làm với màu đỏ nha. Cái đùi gà chiên, cái đùi gà luộc, cái đùi gà xào chị cũng làm rồi. Khổ. Xe máy ô tô vừa xong. Công vừa bảo làm xong. Từ cái xe máy, cái trực thăng, cái ô tô, cái xe mô tô, cái đủ loại. Cái gì á? Đồng. Đồng. Làm tận những cái đấy á, hôm qua chị bị nhắc cái dây chạc rồi không được làm rồi đấy. Lá đồng mà từ dễ mà, cái chạc khó biết. Chạc khó biết đấy. Cái chạc thì khó biết. Ông kỳ lạ thế sao từ chạc lại khó biết, biết đi. Cái chạc là biết rồi. Nó công lên thì công lên đó là nó mà tỉnh của chạc lại sẽ bắn về nhà. Trời ơi. Thế là vấn đề, nên là không được. Khổ vãi. Được. Ngồi đây chị làm mỗi cái câu nghĩ thôi chứ không phải chị làm không ngừng nghỉ luôn. Mọi người ơi, mình đang xỏ màu đỏ nha. Mình đang xỏ màu đỏ nha mọi người.
Xong màu đỏ mình xỏ màu đen nha. Cái đồ gia dụng thì chị không nghĩ ra được cái gì luôn ấy, mấy cái trong nhà mình có thì chị cũng đọc hết rồi, từ cái cốc cái ca. Ô bin họ này.